Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ review một chiếc giày, đôi giày của Puma. Đôi này chính hãng, mình đặt mua về có một shop rất uy tín, JMNK. Mình đi size 27,5. Đây, đôi giày chính hãng của Puma. Đây, vỏ hộp hình thức bên ngoài. Mình mở hộp cho tất cả mọi người xem nhé. Đây, một đôi giày có lẽ mà hình thức cũng phối màu rất chi là đẹp. Đôi giày chính hãng của Puma nhé. Đây, tem mát. Đây, trong đây có một tem nữa. Tem thông số. Số chính hãng. Đôi giày này mình để không đi thì nó hơi bị ố. Cái này mình sẽ đánh hết. Phối màu rất đẹp. Với mức giá trên dưới 2 triệu đồng